Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tỉnh Điện Biên đón trên 65.000 lượt khách tới tham quan du lịch, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ dài ngày, nên nhiều gia đình du khách tổ chức du lịch tới tham quan tại tỉnh Điện Biên, đặc biệt là tại các điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ và bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Theo thống kê, số lượng du khách đến Điện Biên trong dịp nghỉ lễ ước đạt trên 65.350 lượt. Cao điểm trong ngày mùng 1 tháng 5 ghi nhận lượng khách tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là trên 15.000 lượt khách. Công suất sử dụng phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 90%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 120 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Để đáp ứng nhu cầu cho khách tham quan, ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã huy động đội ngũ thuyết minh viên tăng cường tại các điểm di tích. Công tác đón tiếp phục vụ tại các điểm di tích được tiến hành chu đáo, nhận được phản hồi tích cực từ du khách.